Xin chào cả nhà, hôm nay này chúng ta để đến với một cái hiệu ứng dành cho chữ, dành cho những thiết kế liên quan đến thể thao, liên quan đến những cái tốc độ, liên quan đến những cái chủ đề tạo ra cái cảm xúc ngẫu hứng nhiều hơn. Hôm nay mình sẽ tạo cho các bạn một cái chữ uh, bốc nửa bằng cách như nào? Thì việc đầu tiên là các bạn sẽ nhìn về trên bảng layer của mình gồm có hai đối tượng. Đối tượng thứ nhất là chữ và đối tượng thứ hai là một cái background. Các bạn nhìn không ạ? Thì để muốn làm được cái điều này thì các bạn hãy làm cho mình cái thao tác là biến cái chữ trở thành đối tượng thường nhé các bạn nhìn này thì việc đầu tiên là các bạn sẽ chuột phải chọn vào cái chữ và chọn vào lateral tải sau khi biến chữ xong rồi các bạn sẽ việc ấn vào căn t và xoay cái đối tượng thành 90 độ các bạn lưu ý cho tôi sau 90 độ và lúc này chúng ta bắt buộc dùng một cái hiệu ứng như sau tôi sẽ kéo ra cho các bạn nhìn nhé các bạn nhìn này dùng hiệu ứng này chúng ta chọn vào filter chúng ta chọn vào phần biểu tượng đó là style và chúng ta chọn vào win win là gió thì các bạn nhớ một điều rằng đây là hất sang trái và đây là hất răng phải thì chúng ta sẽ chọn vào đây nét và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy bên tay phải của chúng ta nó sẽ xước như này và để áp dụng lại cái lệnh mà filter mình vừa làm một lần nữa thì các bạn chỉ cần làm thao tác cho tôi là filter chọn vào an can f thì ngay lập tức đối tượng chúng ta sẽ dài ra và chúng ta chọn filter an can f lần thứ ba thì nó sẽ được như này ok sau khi đã làm xong thì chúng ta ấn vào can chân t và chúng ta sẽ đảo ngược quay trở lại ví dụ các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi thì tự khắc nó sẽ quay trở lại cho các bạn thì lúc này ch chữ spot của chúng ta được như này rồi Ok, sau khi đã làm xong được thuộc tính đấy thì các bạn chỉ cần làm cho tôi một cái thao tác là chọn vào filter, chúng ta chọn vào blur, chúng ta chọn vào disto và chúng ta chọn vào ripper. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là sau khi tích vào đây thì đây là những cái biểu tượng liên quan đến việc tạo ra lượn sóng và khiến cho những cái đường giải chuyển động lên phía trên chúng ta có cảm giác đây là lửa bốc cháy. Thì các bạn nhìn thấy chưa ạ? Ok và sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ tất cả đối tượng đó thì các bạn rất đơn giản chỉ làm cho tôi mỗi một cái hiệu ứng đó là các bạn tích vào đây và chọn vào gradient map. Và sau khi chọn vào gradient map thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái tiêu chí về cái hình chữ của chúng ta thì chúng ta thích vào đây thì ở đây là cái bảng màu của chúng ta đây. Các bạn nhìn nhá Ok, tôi sẽ kéo đây cho các bạn dễ dễ nhìn hơn này. Và cái này thì màu đen thì các bạn phải luôn luôn để lại cho tôi nhé. Tiếp theo các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu đó là màu đỏ. Được không ạ? Và sau khi đã có màu đỏ xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi đến màu cam. Ok, chúng ta sẽ chọn đến màu cam. Và tiếp cuối cùng thì các bạn sẽ chọn cho tôi đến màu vàng nhé. Các bạn nhớ nhé, chúng ta sẽ chọn ở tông vàng. Ok. Và sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng thì chúng ta sẽ xem thành quả của chúng ta. Lúc này chúng ta đã tạo ra một cái chữ bốc nửa rồi đấy ạ. Ok thì đây là một trong những cái chia sẻ rất là nhỏ của mình dành cho việc hiệu ứng trên Photoshop. Hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình về thiết kế đồ họa. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy chia sẻ comment và đưa lại cho chúng ta một cái biểu tượng tim để cổ vũ cho tôi đặt những cái mốc rất là quan trọng. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại cho các bạn về clip cho lần sau. Bye bye.